Máy Mai Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Singer Merit Libero KN510DX. Đây, cái mã máy đây. Đầu tiên sử dụng mình nhớ cắm cái dây máy này, một đầu mình cắm vào máy này. Đầu mình cắm qua cục đội nguồn. Đấy, máy chạy điện 110V. Tiên mình sẽ hướng dẫn đánh suất trị đây. Đây mình cắm cái cọc trị phía sau này. Phía sau này nó có cái thanh gập này. Mở ra cắm cái ống trị vào đây. Đầu tiên là hướng dẫn đánh suất trị này, thì là cái suất này. Đấy. Chưa có chị trong, mình cắm vào cọc chị này, cọc chị nằm phía bên trái, mình cắm vào, cắm sâu xuống nhá. Đi chị đánh suốt này, thì từ quần chị này. Đây. Mình vắt chéo qua con ốc này, trên này nó có con ốc này, con ốc đồng tiền đây. Đấy. Mình lồng từ trước ra sau, lồng từ trên xuống dưới đấy, đấy. Một vòng thôi. Đấy, theo chữ alpha. Sau đó mình quấn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ tầm 5-6 vòng gì đấy cho anh chắc. Đấy. Sau đó mình cái cọc suốt này nó có hai chế độ bên trái và chế độ bên phải. Chế độ bên trái là chế độ cái kim quay, cọc này không quay. Còn khi đánh suốt thì mình gạt về phía bên phải. Đấy. Cọc này nó quay, còn kim nó không lên xuống. Đấy, sau đó mình ấn nút tắt bật đây. Kim nó không chạy, cái cọc này đang quay này. Đấy. Khi nào đánh lượng chị vừa đủ may hoặc là đầy rồi thì mình ấn nó dừng lại, chờ thì cho nó đầy, sau đó mình ấn nút tắt ở đây. Khi nào đánh xong rồi thì mình gạt cái cọc suốt này về phía bên trái, rút cái suốt này ra, cắt chị đây. Bây giờ hướng dẫn đi chị may này, chị may thì gồm có một sợi chị trên và một sợi chị dưới. Đầu tiên là đi chỉ trên này, mình đi chỉ trên thì mình nâng cái cần nâng hạ chân vịt này lên. Đây là chân vịt này, phía dưới cái sau cái gọt chân vịt thì nó có cái cần nâng hạ chân vịt này. Đây mình nâng nó lên, nâng cao. Đấy, chân vịt trạng thái nâng. Đi chỉ trên thì nâng chân vịt lên nhá. Đấy, từ quần chị này. Đấy, mình móc qua cái gờ này. Đây cái gờ mình móc qua. Đấy, cho chị nó vắt đây. Tiếp theo là mình cho nó luồn dưới cái thanh sắt này. Đấy, vắt nó vào dưới. Tiếp theo là lồng qua đây, lồng qua cái móc sắt này. Đấy. Sau đó mình đi thẳng, thẳng thì thẳng theo khe hở này. Đấy. Xuống hết cái nhựa này rồi lại vòng đi lên. Đấy. Vòng đi lên, lên cao lên. Trên này trong này nó có mỏ giật chị này, khi mà nó đang nằm bên dưới đấy thì mình xoay cái bánh đà, đây gọi là cái bánh đà này. Mình xoay cái bánh đà này cho cái mỏ sắt này nó nhô cao lên, cái mỏ sắt này. Đấy, hoặc là trước khi đi chị trên thì mình xoay cái mỏ sắt này cho nó cao lên. Đây mình quay lại chỗ này này, đây nhá, thẳng này, thẳng từ trên này xuống này. Đấy, xuống này, xuống hết cái nhựa này. Vòng đi lên này. Đó. Vòng đi lên thì mình đi từ phía bên phải trước. Đấy, đi cao lên. Lên trên cái mỏ sắt này thì mình vòng cái sợi chỉ từ bên phải qua bên trái. Đấy, cho nó luồn vào cái đầu cái mỏ sắt này. Sau đó mình đi thẳng xuống. Đấy. Đi thẳng xuống dưới này. Thì ở chỗ kia chỗ tròn ngang này. Đi sang. Chỗ này nó có một cái gờ, mình vắt cái sợi chỉ vào đấy. Đấy, mình cầm hai sợi chỉ hai bên kéo căng lên, mình vắt vào đây, vắt vào chỗ này đây nhá, mình vắt vào đây, móc từ bên phải qua bên trái là nó sẽ vào. Đấy, sau đó mình sâu sợi chỉ qua kiềm tường trước ra sau. Đấy, như thế là đã đi xong sợi chỉ trên. Thì mình nói lại, khi mà đi sợi chỉ trên này, đầu tiên bước quan trọng nhất là phải nâng cần nâng hạ chân vịt này lên, chân vịt trạng thái nâng này. Đây, từ sợi chỉ này mình móc, một là móc qua đây, hai này luồn vào giữa cái thanh, hai cái thanh kẹp này. Đây, ba này sợi đi thẳng này, đi thẳng theo khe bên này xuống hết cái nhựa này, mình lại vòng đi lên, vòng đi lên cao lên. Ở trên này nó có mỏ sắt chặt chị, mình xoay cái bánh đà trong cao lên. Đây mình xoay cái mỏ sắt cao lên.
Cái này mình vòng từ bên trái, à bên phải qua bên trái này. Đấy, rồi đi thẳng theo bên này. Thẳng xuống này. Đấy, luồn qua cái chỗ chân kim này. Rồi sợi chỉ qua kim tường trước ra sau. Đấy. Những sợi chỉ này là những cái đường thẳng song song, nó không cắt chéo nhau đâu nhá. Như thế là đúng. Rồi bên xuống dưới này, mình kéo cái nắp này ra. Đây là cái suốt mà lúc nãy mình vừa đánh được này. Mình đặt sợi chỉ thừa nó nằm ở phía bên trái. Sợi chỉ thừa ở đây. Đặt sợi chỉ thừa nằm phía bên trái. Cầm suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, cái suốt đang quay theo ngược chiều kim đồng hồ đây. Để nguyên cái mặt như thế này. Mình cho vào này. Lắp vào. Đấy. Thì phía trước người mình ngồi đấy. Đây chỗ này đây, nó có một cái gờ. Cái gờ đây. Mình luồn cái sợi chỉ vắt qua cái gờ đấy. Đấy. Đưa về phía bên trái. Đấy. Sau đó mình lấy chỉ dưới lên. Để lấy chỉ dưới lên thì một tay mình cầm sợi chỉ trên. Rồi một tay mình cầm sợi chỉ trên hơi căng. Chách về phía bên trái như thế này. Một tay mình xoay bánh đà. Rồi xoay hướng vào lòng mình. Tức là quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Quay một vòng thôi. Khi mà quay đủ một vòng thì kim nó sẽ từ trạng thái trên cao xuống thấp và lại lên cao. Đấy, mình cầm mình. Đấy, cầm như này. Mình xoay kim này. Xoay kim từ trên cao này xuống thấp này rồi lại lên cao này. Đấy, nó sẽ lấy chỉ dưới lên, chỉ dưới nó chưa lên hẳn thì mình cầm sợi chỉ trên mình giật 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 này thì cho nó lên, kéo hết cái sợi chỉ thừa bên dưới lên khỏi cái mặt sắt. Luồn hai sợi chỉ vào giữa chân vịt, cầm hai sợi chỉ vào một tay như này. Đấy, luồn vào giữa chân vịt đưa về phía sau. Để ý này, khi mà suốt dưới mình lắp xong ấy thì nó sẽ ăn về một phần bên trái của cái suốt như này. Đấy. Nó ăn về một phần phía bên trái của cái suốt như này. Đấy, nó bắt đầu ra ở đây và kết thúc ở chỗ G này, này. Đấy là đúng. Và suốt dưới phải quay theo ngược chiều kim đồng hồ nhé. Bây giờ mình đậy nắp này vào. Cho vải vào. Cho vải vào thì mình nhớ hạ chân vịt xuống luôn nhé. Đấy, khi may thì hạ chân vịt xuống, không là nó sẽ bị rối chỉ. Đây là nút tắt bật này. Căng trùng chỉ này. Mình thường thường để mức 4, mức 5 này. Gọi là mức trung bình. Tùy loại vải để mình chỉnh cái độ căng trùng khác nhau. Số càng to là càng căng. Cái này là may lùi lại mũi này. Đấy, ấn tắt bật xong mình gạt cái cần này xuống 2-3 mũi cho nó chắc đường may. Các cái đường may thì nó sẽ hiện trên này. Đấy, bằng cách mình xoay cái núm bên này. Đây là tốc độ này. Off là tắt này. Lao là vừa này. Hai là nhanh này. Đấy. Đây là các cái chức năng cơ bản. Còn bây giờ mình sẽ mình chọn sang đường số 3 đi. May đường thẳng này. Những cái dòng cơ bản thế này thì mình may những cái đường cơ bản. Đấy. May xong thì mình lắc lắc cái bánh đàn cho chị nó thoát ra hết đi. Đấy. Mình kéo vải ra. Mình hạ chân vịt xuống khi may. Hay mình chọn sang đường khác đi. Chọn sang đường chắc số 6 đi. Có thể dùng làm đường vắt sổ cũng được. May quanh mép vải. Dòng này thì mình may gia đình không bị ồn đâu nhá. Xong thì mình hơi lắc lắc, kéo lắc bánh đa lắc đi lắc lại này, cho chị nó thoát ra khỏi hẳn. Đây. Mình chạy thử đường nửa vòng trăng. Đây mình chạy thử đường nửa vòng trăng này, đường số 8 này. Đây, còn đường số 9, số 10 là đường nối chun.
ABC là chức năng lọc khuy. Đấy, tiếp mình sẽ chạy thử đường số 9, số 10 luôn. Đấy, sang đường số 9 này. Cái này sử dụng thì rất là dễ thôi. Khi dùng thì mình nhớ xem qua video cách chọn chỉ trên, chỉ dưới. Máy thì nhớ hạ chân vịt xuống là được. Đấy, đường số 10 cũng là đường nối chun này. Đây mình đang may trên hai lớp vải, vải này hay may quần co giãn nhá, giống như giãn quần Âu đó. Đây đường may đây. Đây, đây là đường nửa vòng trăng, có thể dùng làm đường trang trí đây. Những cái chỗ điểm đầu và điểm cuối này khi mà mình may lên sản phẩm thì cứ để cho nó chạy hết đường may nhá. Đây mình đang chạy thử cho nên là giống như chỗ này thì nó chỉ mới may được nửa hình thôi. Không còn bây giờ mình hướng dẫn thay kim này, thì mình xoay cái bánh đà cho cái chốt ngang này nằm ở giữa cái tầm tay của mình. Mình vặn cái con ốc này nó lỏng ra, quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Rút kim ra. Đây thì kim máy máy gia đình nó sẽ có hai phần. Một phần là mặt tròn này, một phần là mặt vát này. Đấy. Mặt vát thì mình quay về phía đằng sau, quay về phía đằng sau nha. Mặt tròn để hướng về người mình ngồi, sau đó mình lắp và đẩy cao lên hết cỡ. Đấy, thì trên này khi mà đẩy cao lên thì trên là nó sẽ có một cái chốt chặn ngang ở trên, sau đó mình vặn con ốc này chặt vào, đẩy cao lên hết cỡ cho mặt dẹt đấy, mặt vát đấy ra phía đằng sau, tròn hướng về người mình ngồi, đẩy cao lên. Còn hướng dẫn thay chân vịt này, mình nâng cái cần nâng hạ chân vịt lên. Phía sau cái gót chân vịt này thì nó sẽ có một cái mỏ cong cong này. Mình ấn cái mỏ cong này vào phía trước, vào phía người mình ngồi đấy. Đấy, ấn vào. Chân vịt nó tự động nó rơi ra. Các cái chân vịt thông dụng thì nó sẽ có một cái gờ tròn ở giữa này. Đây, gờ sắt tròn này. Còn trên cái mỏ chân vịt đấy, đây gọi là cái mỏ chân vịt này. Cái mỏ, nó sẽ có một đầu mỏ này, nó sẽ có một cái phần khuyết này. Đấy, tay trái mình di chuyển hai cái mỏ với cái phần khuyết đấy trùng nhau. Tay trái di chuyển, còn tay phải mình nâng hạ, cần nâng hạ chân vịt này xuống. Đấy, khi mà trùng nhau rồi thì nó sẽ tự động ngập vào nhau. Đây mình đấy. Như thế khi mà trùng nhau thì nó ngập vào nhau thì nó sẽ bắt vào nhau thôi, không rơi ra được. Trên đây là một vài cái thao tác cơ bản khi mà sử dụng máy Singer Merit Libero KN510DX. Trong quá trình sử dụng thì chị em không hiểu đâu thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện, có số của bán hàng ở đây, số kỹ thuật ở đây. Dùng thì nhớ cắm qua điện 110V.